Ơi, hôm nay chạy chó Phước Sài Gòn thì sẽ làm một cái clip để review mấy bạn để tiếp cận chó con nha. Thường thì dòng chó Phú Quốc thì tính cảnh giác nó cao quá, nó ít dạng người như chó ta mình, nhưng mà để tiếp cận nó cũng hơi khó. Thì để chưa đụng đây này, nó đái rồi, nó cảnh giác, nó sợ. Thì các bạn đừng có vội vàng, thấy không, cho nó làm quen nè, cho ngửi ngửi vuốt vuốt, nếu nó không chịu á đó. Đó, bé này bé dễ nè. Thì giờ mình vuốt vuốt xíu cho nó thân thiện, không đó, tại vì tay mình là có dính mồi, có đồ ăn đó, cho nên là mấy bé ngửi mùi khoái là vuốt che nó nhẹ nhàng thôi, đừng có ào 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 ào. Đây, đây mình cá thể cái vịnh cái đây, cái gẹn. Em này thì được 3 tháng. Cái này cũng là lần thứ hai mình tiếp xúc em nó thôi, chứ không phải nhiều đâu. Nhưng mà để mà thuần hóa hoặc lễ mà con chó con nó chấp nhận mình làm chủ á, thì phải có thời gian. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cách đơn giản nhất để mà làm quen. Thứ nhất là tiếp cận gần, thứ hai á, đây mình lấy đồ ăn này, mồi nè, lần nãy mình cho mồi dính tay cho nó ngửi không. Thì mình dụ đó. Đây, chó ăn thì không phải quăng 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 nghe không, thì bạn thả một cái cho nó ăn thử rồi, hai cái cho ăn thử rồi đó, nó ghiền. Sau đó thì mình tay mình để nè, mình để vuốt che nó cho nó ăn từ từ, chứ đừng cho nó táp táp, tuyệt đối không nói cho chó ăn mà nó tập táp táp rất nguy hiểm. Thấy không? Đó là cách để mình tập cho một con chó con nó gần gũi mình. À, cho nó liếm liếm tay, thấy không, rồi nè, ăn nè, ăn từ từ rồi, thấy không, ăn từ từ ha. Đó, ăn mà cắn mình ta tát mà tát mặt liền, đừng sợ bé đau, thà đánh vô mặt kìa nó đau lần nhớ là ăn từ từ, thế rồi đánh rồi la liền. Đây mình đang cho này ăn vuốt này, thì con kia nó ganh rồi đó, nó ganh kìa đó, nó cần vuốt ve đó. Đây nè, đó, bạn thấy chưa, đó, rất đơn giản. Cứ vậy trong tuần lễ là thế nào, bạn con chó con nó về nhà mới nó sẽ thân quen thôi. Mình thì không trực tiếp ở dưới trại thường xuyên, cho nên việc tiếp cận chó con thì nó cũng khó, nhưng mà để mà làm quen một con chó thì đối với mình thì nó không khó đâu, chỉ cần bạn kiên nhẫn thời gian thôi. Đây mà thấy không, đó, đừng nghĩ là cho nó ăn thì xong rồi cho mình vuốt ve đâu nha, mà nó thân mình đâu. Phú Quốc thì nó khác chó tai lắm, cứ từ 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 từ, bạn cứ từ từ tiếp cận nó, từ từ nó cảm nhận. Đây em kia đang chống cự cắn xích đó, thấy không, cắn xích đó. Nên tập thói quen nó cho ăn rồi kêu nó. Rồi vuốt là ăn rồi ha, ăn vuốt. Rồi, rồi ăn xong rồi ha, phải không? Đó, giờ nè, nó bớt cảnh giác rồi, thấy không? Hồi nãy giật đái nè, đó, còn giờ bớt rồi. Thì đó, cái việc mà tập làm quen cho con á thì nó phải từng bước một, các bạn đừng nên vội vàng. Mà hai đừng có làm ào 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 nó sợ. Cứ từ 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 nè, nó thân rồi nè. Đó, nó thân rồi đó. Đó, nó vậy cứ ngày chừng tiếng 2-3 tiếng chơi đó, tập gọi tên cho ăn thường xuyên đó, nó thân ngay cái gì. Mình thì ở đây mình không tập, không gọi tên cho con, nó công rồi. Sau này về nhà mới nữa đặt tên lại khó. Cái con kia nó đang cắn xích rồi đó, cắn xích, nó cắn cực kịp cực kịp đấy. À, thấy ghét không? Bạn rồi cắn xích nè, thấy không, đụng không cho bạn, thấy không, nè đưa tay này, kêu bạn đó, đó ghê không, thẳng thẳng ghê lắm, trời ơi siết lên mắt đỏ nè, nè đó, rồi rồi rồi
Ờ đó, thấy liếm liếm tay à, phải có mùi đồ ăn. Đó. Đặt con là tên là gì đây? À, ôi, thương lắm, thương lắm. Úi rồi. Ngoan, thương, thương, thương. Rồi, thương. Đợi xíu nha. Mình sẽ lấy đồ ăn thôi. Con đường nhanh nhất để thuần hóa con chó con thì mình cứ lấy đồ ăn. Và chơi thời gian chơi nó chứ đừng ao 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 ao. Hey. À thường phải không, mình tập cho ăn nè, thấy không, ăn không phải dụ vào kia đâu đó. Thôi từ từ, không ăn vội. Dù háo ăn nhưng mà không tập cho nó ăn mà dạng táp táp thì nguy hiểm lắm. Ừ, ngoan đó, thân thiện thấy chưa, tức là cho ăn mà nít mà chơi vừa cho ăn mà vừa chơi nữa là được vuốt ve thì nè, nó gần gũi mình thôi à. Thấy chưa, ăn vuốt ve thôi là sướng nhất cho con, nó khoái nhất từ đó. Thì từ từ tuần 2 tuần phòng được chó thôi, đừng có nôn, chơi mấy dòng thuốc này đừng có nôn. Thực ra mình đâu có hay gì mấy bạn đâu, mình cũng tiếp xúc lần riêng con này là lần đầu tiên luôn nè, con bé bạn này là lần đầu tiên, còn con này là mình thấy lần thứ hai rồi. Đây nè, ở đây không, đã đụng được rồi đấy không, cho ăn chơi xíu, cho ăn thì ăn vuốt ve là ngon lành, nó không khó như mình nghĩ đâu. Hôm nay thì mình xin kết thúc cái bài của thuần hóa chó con của trại chó Phước Sài Gòn. Số điện thoại liên hệ với bên mình là 0989 356 396. Các bạn có thể lên kênh YouTube bấm trại chó Phú Quốc Sài Gòn thì nó sẽ ra kênh của bên mình, hoặc là lên fanpage là trại chó Phú Quốc Sài Gòn, còn website là chophuquocsaigon.com. Bên mình thì không có chi nhánh gì nha, chỉ có một chỗ duy nhất á, là chạy nhất là nằm ở cầu Rạch Ván, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An. Thì ở đây á, thì không gian nó rộng rãi thì mình mới nuôi được số lượng lớn, chứ nuôi trong thành phố thì mình không thể nuôi được số lượng lớn, nuôi được một bầy hay là vài con, nhưng mà ở đây thì rộng rãi thì mình nuôi được để nhân giống ra rồi cung cấp cho thị trường cho quý khách hàng ở xa hoặc là trong thành phố. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like và subscribe giùm mình.